Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 1 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển bài tập hàng ngày Tiếng Việt 1 tập 1 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện bài tập số 21. Bài tập về chữ R và chữ S. Trước khi thực hiện bài tập, các em sẽ viết thứ, ngày, tháng, năm mà các em thực hiện bài số 21 các em nhé. Trước tiên, cô sẽ hướng dẫn các em chữa phần 1 La Mã, luyện đọc. Với phần này thì các em sẽ đọc các từ và các câu cũng như đoạn văn có chứa chữ R và chữ S. Bây giờ, cô sẽ đọc mẫu cho các em nghe các từ và các câu này như sau. Sờ ô sô sắc số, bờ A3, số 3. Cờ A ca, sờ y si ngã sĩ, ca sĩ. Rờ ô rô hỏi rổ, rờ A ra sắc rá, rổ rá. Cờ A ca sắc cá, rờ ô rô, cá rô. Tiếp theo đến các câu có chứa chữ R và chữ S như sau. Hờ ô hô hiền hồ, cờ o co sắc có, cờ a ca sắc cá, rờ ô rô, hồ có cá rô. Câu tiếp theo như sau. Mờ e me nặng mẹ, rờ u ru, bờ e be sắc bé, ngờ u ngu hỏi ngủ, mẹ ru bé ngủ. Câu thứ ba như sau. Mờ e me nặng mẹ, bờ e bê, rờ ô rô hỏi rổ, cờ a ca sắc cá, rờ a ra, bờ ơ bơ huyền bờ, đờ e đê, mẹ bê rổ cá ra bờ đê. Câu thứ tư như sau. Chờ ơ chơ nặng chợ, cờ o co sắc có, sờ u su, sờ u su, chợ có su su. Câu thứ năm như sau. Sờ ô sô sắc số, l a la, m a ma sắc mã, số la mã. Câu số sáu như sau. Chờ u chu sắc chú, r e rê hỏi rể, cờ o co sắc có, sờ ô sơ, m i mi, đ o đo hỏi đỏ, chú rể có sơ mi đỏ. Câu thứ bảy như sau. Ngờ y nghi hỏi nghỉ, hờ e he huyền hè, bờ e be sắc bé, đờ y đi, mờ o mo huyền mò, cờ a ca sắc cá, cờ o co sắc có, cờ a ca hỏi cả, cờ a ca sắc cá, cờ ô cơ huyền cờ, cờ a ca sắc cá, mờ e me huyền mè, cờ a ca sắc cá, rô ô rô, nghỉ hè bé đi mò cá, có cả cá cờ, cá mè, cá rô. Tiếp theo các em sẽ quan sát một đoạn văn như sau. Ngờ y nghi hỏi nghỉ, hờ e he huyền hè, bờ ô bô sắc bố, chờ o cho, bờ e be sắc bé, khờ a kha, R A ra, nhờ A nha huyền nhà, bờ A ba huyền bà. Cả câu đầu tiên đọc như sau. Nghỉ hè, bố cho bé Kha ra nhà bà. Câu thứ hai trong đoạn văn như sau. Nhờ A nha huyền nhà, bờ A ba huyền bà, cờ o co sắc có, L A la sắc lá, sờ A sa hỏi xả, bờ o bo sắc bó, r a ra nặng rạ, m e me, s u su, c o co sắc có, c a ca hỏi cả, g a ga huyền gà, g o go. Cả câu thứ hai của đoạn văn sẽ đọc như sau. Nhà bà có lá xả, bó rạ, me, su su, có cả gà gô.
Câu thứ ba của đoạn văn như sau. Khờ a kha, nhờ ô nhô hỏi nhổ, cờ a co hỏi cỏ, chờ a cho, bờ a ba huyền bà, kha nhổ cỏ cho bà. Câu thứ tư như sau. Hờ ô hô huyền hồ, nhờ a nha huyền nhà, bờ a ba huyền bà, cờ a co sắc có, cờ a ca sắc cá, rô ô rô, cờ a ca sắc cá, mờ em e huyền mè. Hồ nhà bà có cá rô, cá mè. Và câu cuối cùng như sau. Bờ a ba huyền bà, khờ o kho, cờ a ca sắc cá, rô ô rô, khờ e khê sắc khế, chờ o cho, khờ a kha, bà kho cá rô, khế cho kha. Các em sẽ đọc hoàn chỉnh cả đoạn văn như sau. Nghỉ hè, bố cho bé kha ra nhà bà. Nhà bà có lá sả, bó rạ, me, su su, có cả gà gô. Kha nhổ cỏ cho bà, hồ nhà bà có cá rô, cá mè, bà kho cá rô, khế cho kha. Như vậy thì cô đã vừa hướng dẫn các em đọc các từ và các câu cùng với đoạn văn có chứa chữ R và chữ S. Các em sẽ luyện đọc thêm phần này. Khi đọc thì các em sẽ chú ý đọc to, rõ ràng và phát âm đúng các em nhé. Tiếp theo, các em sẽ quan sát phần 25 mã luyện viết. Với phần này thì đầu tiên các em sẽ luyện viết chữ R và chữ S. Sau đó thì các em sẽ viết các tiếng có chứa chữ R và chữ S, đó là tiếng rẽ và tiếng sổ. Sau khi viết xong hai tiếng này thì các em sẽ viết các từ có chứa chữ S và chữ R, đó là từ củ sả và rổ rá. Các em sẽ viết các chữ, các tiếng và các từ này vào trong vở bài tập. Khi viết thì các em chú ý sẽ viết đúng điểm đặt bút mà cô đã đánh dấu và viết thật nắn nót, cẩn thận, sạch đẹp, đúng cỡ chữ các em nhé. Tiếp theo các em sẽ quan sát bài phần 3 la mã bài tập. Bài số 1, tô màu vàng khung chứa chữ R, màu hồng khung chứa chữ S. Sau đó nối vào ô tương ứng. Trước tiên thì cô sẽ hướng dẫn các em đọc các tiếng này như sau. Sở ư sư hỏi sử, sử. Rờ e rê ngã rễ, rễ. Sở e xê nặng sệ, sệ. Sở u sư, sở u sư, su su. Sở y si, si. Rờ u ru hỏi rủ, rủ. Rờ e re ngã rẽ, rẽ. Rờ a ra sắc rá, rá. Vậy trong các từ và tiếng này sẽ có tiếng sử, sệ, từ su su, tiếng si thì chứa chữ sờ. Còn các tiếng rễ, rủ, rẽ và rá thì sẽ chứa chữ R. Như vậy thì các em sẽ tô tương ứng. Các tiếng chứa chữ R sẽ có màu vàng, còn các tiếng chứa chữ S sẽ có màu hồng. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện bài tập số 2. Nối các tiếng với nhau để tạo thành từ có nghĩa. Các em quan sát ở các tổ ong phía bên tay trái sẽ gồm có tiếng nở, tiếng cơ, tiếng rủ và tiếng sĩ. Các tổ ong phía bên tay phải sẽ gồm có các tiếng, tiếng số, tiếng sở, tiếng rộ và tiếng rê.
Vậy thì với bài số 2 này các em sẽ nối như sau. Tiếng nở, các em sẽ nối với tiếng rộ và chúng ta sẽ có từ nở rộ. Tiếng cơ thì các em sẽ nối với tiếng sở và sẽ có từ cơ sở. Tiếng rủ, các em sẽ nối với tiếng rê thì sẽ có từ rủ rê. Và cuối cùng tiếng sĩ thì các em sẽ nối với tiếng số thì chúng ta sẽ có từ sĩ số. Tiếp theo các em sẽ quan sát bài số 3, đánh dấu X vào ô trống dưới hình phát âm có tiếng chứa R. Với bài này các em sẽ quan sát các hình và các hình này sẽ chứa từ có tiếng chứa chữ R. Vậy thì bài này các em sẽ thực hiện như sau. Hình đầu tiên là hình con rắn. Vậy chúng ta sẽ có tiếng rắn. Tiếng rắn sẽ đánh vần như sau. R ăn răn sắc rắn, rắn. Và trong tiếng rắn này có chữ R. Vậy thì chúng ta sẽ đánh dấu X vào ô trống của hình này. Hình thứ hai là hình quả sầu riêng. Chúng ta có từ sầu riêng. Trong từ sầu riêng sẽ có tiếng riêng. Từ này đánh vần như sau. Sờ âu sâu huyền sầu, rờ yên riêng, sầu riêng. Trong từ này có chứa tiếng riêng, có chứa chữ R. Vậy các em sẽ đánh dấu X vào hình thứ hai này. Hình thứ ba thì các em sẽ quan sát có quả cầu lông. Vậy chúng ta sẽ có từ cầu lông. Trong từ này thì các em thấy là không có chứa chữ R cho nên chúng ta sẽ không đánh dấu ở trong hình này. Và hình cuối cùng thì chúng ta thấy có một bộ râu, chúng ta sẽ có tiếng râu. Tiếng râu sẽ đánh vần là R âu râu. Tiếng râu thì có chứa chữ R, vậy các em sẽ đánh dấu X vào ô trống trong hình này. Như vậy thì cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện các bài tập trong bài số 21. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi trong cuốn bài tập hàng ngày Tiếng Việt 1 tập 1 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.